Hoa hậu Tiểu Vi diện bikini màu tím trong một hoạt động trình diễn ngoài trời thuộc khuôn khổ Miss World 2018 vào chiều ngày 17 tháng 11. Trong hoạt động quảng bá sáng ngày 17 tháng 11, Tiểu Vi mặc bikini, khoe cơ thể săn chắc với số đo 3 vòng 84-63-90cm. Tại Hoa hậu Việt Nam 2018, cô từng vào top 3 phần thi người đẹp biển. Đại diện Việt Nam được đánh giá cô có gương mặt Tây hiện đại và thuộc nhóm thí sinh tiềm năng giành vị trí cao tại cuộc thi năm nay. Sau các phần thi đầu tiên, các thí sinh của Miss World 2018 được thư giãn bởi các chuyến tham quan du lịch. Họ tới các công viên, bãi biển theo từng nhóm trong ngày 16 và ngày 17 tháng 11. Cuộc thi Miss World đã bỏ phần thi bikini nên hoạt động ghi hình này là dịp hiếm hoi các thí sinh khoe vóc dáng trước khán giả và ban giám khảo. Cùng ngày, Tiểu Vi tới công viên Động Thiên Tam Á, công viên 800 tuổi ở đảo Hải Nam để viết lời cầu nguyện và vui chơi trên bờ biển. Cuộc thi Miss World 2018 có sự tham gia của 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết sẽ diễn ra ngày 8 tháng 12.